Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh của mình là em và Gamer đây. Hôm nay mình sẽ review cái lồng mình hôm qua mình mới mua anh em, với lại hai bí thuật mới. Ok, bây giờ thì mình mấy nay mình cũng khá bận nên mình chỉ làm vài video mấy giờ thôi anh em. Hôm nay mình có dịp mình mua cái lồng nên giờ mình sẽ review cho anh em nha. Ok, và đây thì mình cũng mới sắp xếp lại chỗ nha anh em. Đây là chuồng của cái bé vàng, nhớ không nè? Nè, đó, cái lồng của bé vàng này nè. Đấy, chuồng của bé vàng đó đó. Ok, và ở ngoài thì chuồng của bé này hơi chật anh em. Tí mình quay phụ kiện mới cái lồng cho anh em nha. Mình cũng mua vài cái đây, và hai bé chuột mới. Và hai bé chuột mới đó là một, hai, ba, tu 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 đó. Ui, bé này là be nha anh em. Rồi mình mua một con be, hai, một con be ở trong queo nè anh em. Ui, một trắng nha. Hai bé này bự lắm anh em, bự bằng bàn tay, mà mình mới mua mình sợ nó cầm lên cái nó cắn mình nên quay nhẹ nhẹ thôi nha anh em. Đừng chụp đó nè, các bạn nhìn mặt nữa nào, đó dễ thương trắng nha em. Con này có hai màu, con kia là trắng đen đó. Đây là hai bé chuột mới và cái queo hồng mới luôn anh em, đó cái queo hồng mới. Ok, thì cái lồng mới đó là bắt đầu đi xem, mình sẽ dẫn các bạn đi. Đây là cái lồng mới, thì ở cái này có khóa cho nha anh em, nó mở cũng không ra được, thấy hay không nè. Chúng ta phải mở cái này ra. Đó, tiên tiên tiên. Thì cái lồng này là lồng của bé mẹ. Lúc mình quay cho anh em với lại mấy bé con á. Giờ lớn. Mấy bé con lớn quá, mấy bạn mọc lông hết rồi. Thì giờ ơi. Đó, đừng có sát quá, nó bị ổn đấy. Thấy không, kìa, có hai bé con ở trong kìa. Hơi tối nha anh em. Quýt đó. Đây, và đây là bé con này nè. Thì giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách sờ nó nha. Thì anh em thấy mùi nó không? Đó, anh em cầm lên, anh em xoa cho tay anh em. Đó, nó có mùi và mình sờ nó dễ dàng. Chuột mẹ sẽ không làm gì chuột con bởi vì nó đã quen mùi nhau. Đó, ok nha. Thì cái quần tắm này mình mua với giá là 50k. Đó, thì cái này mua 50k. Cái lồng thì được tặng nha anh em. Đó, lồng này được tặng, được vệ này mua. Cái này mình cũng được, nó dở nơi mình cũng được một anh bạn tặng. Thì ảnh mua cái này 50k anh em. Cái queo, có cái queo đen nữa. Đó. Cái banh này mình cũng review rồi nè. Đây là cái chén ăn nhưng mà mình chế thành cho phòng ngủ cho bạn nó. Đó, có một bé. Đó, đẹp ha. Thì đây là cái đồ đựng thức ăn cho nó nè, khay khổng lồ luôn. Đấy, ở đây còn phụ kiện nữa. Đây là chén hình con mèo, cũng là đựng thức ăn nha anh em. Đây, con này con heo chứ, lộn. Đó, đựng thức ăn nhưng mà nó ăn hết rồi. Đây cũng có cái khay giống cái khay vàng nè anh em. Đó, màu đen. Và cái bồn tắm cũng giống luôn nhưng mà nó màu xanh nha. Bự luôn nha anh em, khổng lồ. Có cái nắp luôn. Hay ha anh em. Thì đây là cái banh vô bọn nó chơi nè anh em, chúng mình có thể mở ra mở vô. Và không biết sao cái anh bạn nó anh đưa cho mình cái banh đó, nó không có cái ống dẫn vô anh em nè. Cái em ống nó không có ống vô, giờ chuột nó phải nhảy lên bụp một phát vô đây mà khó lắm nè. Để bữa nào mốt mình chơi cái ống rồi mình review tiếp nha. Ok, đây là cái chỗ để dọn vệ sinh chuồng của nó. Bút 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 đó, anh em thấy không, dọn vệ sinh nha. Bình nước mới đó, anh nó đưa cho mình bình nước với cộng dây kẽm luôn, chén thức ăn, và anh có đưa cho mình cái này đó, lại thêm nhà ngủ nhà ăn nhưng mà hình con ếch thì kìa, một cái queo nữa nè, cái tắm anh đưa cho mình cái tắm luôn, và cái hộp đồ ăn đây mình cho các bạn xem đó, cả đống luôn. Thơm.
Ok. Thì clip mình đến đây thì cũng là khá dài ha, cũng cỡ 5 phút thôi. Thì mình review sương sương thôi. Chứ nếu mốt cái chuột con mà lớn á, các bạn có thích mua thì liên hệ mình bán khá rẻ nha. Bởi vì màu vàng chanh đó nè, màu vàng chanh là màu khá mắc. Nên mà mình chỉ bán rẻ thôi, thì cũng chưa biết giá thôi. Ok, và cảm ơn các bạn đã coi video của mình. Giờ thì nhớ like, share, subscribe và comment để cho mình có động lực làm nha. Bye bye.